Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh tổ chức giải ngân vốn cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đây là nguồn vốn hỗ trợ cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường và vốn giải quyết việc làm cho các hộ sản xuất kinh doanh với tổng kinh phí là 3,9 tỷ đồng trong đó phần lớn các hộ đều được giải ngân từ nguồn vốn hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sinh viên thông qua nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho các gia đình nuôi con ăn học tại các trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giúp cho các em học sinh sinh viên trang trải phần nào chi phí học tập trong dịp đầu năm học mới